Chúng ta sẽ tiếp tục với một tựa game Batman. Chúng ta có cái tựa game đó là Batman phá bom. Và hai nhân vật của chúng ta là một Batman nam và một Batman nữ. Đó, người rơi, hai con rơi. Chúng ta sẽ có một tên Joker. Chúng ta sẽ... Nói chung là chúng ta sẽ phải xử lý cái tên Joker này. Chọn nhân vật đây. Nhân vật nữ chúng ta chưa có, thế thì nhân vật nam thì hơi bị thiếu thốn rồi. Rồi, trông khá là đẹp nhờ. Nhân vật Batman của chúng ta đây. Đó, chúng ta sẽ di chuyển bằng phím sang trái và sang phải. Nhảy lên này các bạn. Ngồi xuống này. Ngồi xuống. Bò à. Chúng ta làm gì đây? Rồi, không biết là chúng ta... chúng ta sẽ nhảy qua này các bạn. Rồi, chết oảng luôn này các bạn. Thử lại nhé. Xem là cách chơi sẽ là gì, xem chúng ta có thể tấn công được không. Bom ở đâu thì không biết, nhưng mà chúng ta sẽ cần phải nhảy đây các bạn. Đó. X để tấn công này các bạn ơi. Đấy, có dấu X để chúng ta tấn công mà mình lại không biết. Ok. Thu thập Rồi, leo lên nào. Rồi, tăng máu này các bạn. Rồi, nhảy lên nhảy xuống. Hoài, vẫn chưa tìm ra được cái chơi này các bạn. Wow. Như vậy là chúng ta đã bị... Rồi, chúng ta sẽ phải nhảy sang phía bên kia. Ok, rồi chúng ta đã thua. Và như vậy là các bạn có thể vào để trải nghiệm cái tựa game này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.